Còn vào chiều ngày hôm qua 19 tháng 7, đại diện cảng hàng không Tân Sơn Nhất cho biết vừa họp xử lý vụ để lọt con dao gọt trái cây trên máy bay gây xôn xao dư luận trong suốt 2 ngày vừa qua. Theo đó, lãnh đạo cảng hàng quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định đây là sự việc nghiêm trọng. Hiện đơn vị này đã tạm dừng đình chỉ công tác đối với nam nhân viên an ninh soi chiếu. Qua hình ảnh ghi nhận, con dao được bỏ phía dưới hai chiếc điện thoại và trong hình lý sách tay. Việc này có thể là sự vô tình của hai cụ già lớn tuổi khi mà chưa có nhiều kiến thức trong các quy định đi lại bằng đường hàng không. Còn đối với nhân viên an ninh soi chiếu thì đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng khi mà lơ đáng mất tập trung nên đã để lọt vật nguy hiểm qua cửa an ninh để mang lên máy bay. Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin thêm, ngoài việc đình chỉ công tác của nam nhân viên, đơn vị cũng xem xét kỷ luật đối với ca trực ngày 18 tháng 7.